Bắt đầu. Đừng thụ động quá nha. Tại vì là tôi cao hơn bạn Mỹ Duyên một xíu, không có đồng đều trong cái số hình. Phải phối hợp làm sao để cho tôi và bạn Duyên có thể là vừa phải và hài hòa trong một cái bức hình. Thể hiện đúng tinh thần, cắp ngầu đi trên phố, khoát vai nhau. Em nhìn thẳng. Cả hai chị em lần đầu kết hợp với nhau cũng chưa hiểu những cái cách tạo dáng của nhau, cũng chưa được ăn ý với nhau lắm. Năm shot cuối cùng. Tươi lên Ngọc ơi. Thôi, được rồi. Ok.